Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bi đây. Hôm nay thì Bi vừa mới nhận được món hàng từ Shopee. Đây là một cái ga chống thấm cho cái nệm 1m2 với lại hai cái vỏ gối chống thấm. Thì mình sẽ khui hàng nha. Chết rồi, nó đứt vô tới bên trong luôn rồi. Không biết có sao không nữa. Mình ngu rồi các bạn ơi, nó đứt vô tới bên trong luôn rồi. Nó rách luôn rồi. Ô cái này mà nó đứng ngoài hả? Nhưng không sao đâu, cái đó có chút xíu mà. Sao? Đây. Đây là cái ga chống thấm 1m2 để mình thay cho cái mình bật vô cái nệm của mình ha. Sao mà nó mong manh dễ vỡ quá vậy. Ô mình đã gắt một lỗ rồi nè. Mình cứ tưởng là nó có cái bọc ở bên ngoài. Ôi giời ơi, chết rồi. Nhưng mà không sao đâu các bạn ơi, cái này mình có thể lấy băng keo mình bọc lại. Và đây các bạn ơi, đây là hai cái vỏ gối. Mình kêu là lấy cái brown gấu nâu, nhưng mà sao shop giao thì hai cái gối chỉ có thỏ trắng thôi chứ không có gấu nâu nè. Nhưng mà không sao, thấy cũng so cute, dễ thương ha. Nó rất là to luôn á. Cái này vừa cho cái gối to của mình à, nằm rất là êm, rất là to luôn các bạn ơi. Đó, hai cái vỏ gối này thì mình mua với giá là 30.000, coi như mỗi cái 15.000. Còn cái ga chống thấm này nè, trị giá là 42.000, đặt rất là nhanh, trong một ngày là đã giao tới rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành thay cái ga này cho cái nệm của mình và thay cái vỏ gói này, rồi xong thì mình sẽ cho các bạn xem. Bạn ơi, đây là thành phẩm nè. Bi đã bọc cái miếng ga chống thấm vào cái nệm 1m2 của Bi rồi nè. Đó các bạn thấy không, cái màu này rất là đẹp nha, Bi rất là thích cái màu này, màu kiểu phong cách quân đội nè. Rồi và rất là giống như là nó rất là trơn, nó không có bám bẩn giống như những cái miếng da bằng vải thông thường. Cái này nằm vào chắc là sẽ rất là đã luôn á. Rồi thì nếu như mà bạn nào muốn nói chung là không muốn tốn công giặt nhiều lần mà xài một thời gian, ga giường của các bạn sẽ trở nên xỉn màu á, thì nên mua những cái loại ga chống thấm như vậy. Bi nghĩ là sẽ sử dụng được lâu hơn và không có phải tốn công sức giặt nhiều lần. Vì tại vì ga mà giặt nhiều lần thì nó cũng mau cũ và nó cũng mau xuống cấp á, không tốt. Và đây là cái gối thỏ trắng nè. Rõ ràng là mình đặt cái gấu brown nhưng mà không có, hình như là không có gì đó, cho nên shop giao cho mình hai cái vỏ gói thỏ trắng, nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp. Rồi cái miếng ga của mình khi nãy mình bóc ra nó bị rách một đường, nhưng mà khi mình bọc lên á thì cũng không thấy cái đường đó đâu hết, mình cũng không biết là cái đường đó nó ở đâu. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Bi ha. Nếu thích thì các bạn hãy lên Shopee và tìm cho mình ngay cái sản phẩm ga chống thấm với lại vỏ gối dễ thương này ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau ạ.